Ok, hello anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với chương trình của Vietnam Retro Game Broadcast. Và buổi chiều hôm nay tôi đang chờ đợi một món hàng rất là tuyệt vời và cũng như là thêm một thành viên mới nữa sẽ về đến đại gia đình của Trực Tiếp Game Cổ. Và wow, tôi rất là hóng để được xuống lấy em ý, tại vì shipper vừa gọi cho tôi xong, cho nên là chúng ta sẽ xuống và lấy hàng và sau đó tôi sẽ review luôn cho anh em xem trong ngày hôm nay. Wow, hóng quá rồi anh em ạ. Ok, giờ tôi đã bắt đầu phát cái thứ chuẩn này lên đây rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu review cho chúng ta chọn. Ok, và để tiếp tục chương trình ngày hôm nay thì tôi có một cái món hàng. Thì đây là một trong những cái món hàng mà tôi đã mong chờ rất là lâu. Thực ra là cái mong ước của tôi bấy lâu nay rồi cũng sẽ thành hiện thực rồi anh em ạ. Và by the way, sponsored by Shopee. Ok, chúng ta đương nhiên thấy đủ rồi. Thì hôm nay thì tôi cũng chờ rất là lâu để tôi cảm nhận được cái món hàng này. Thì đây là một em máy Nintendo. Và đây cũng sẽ là thành viên mới. Và cũng như là thành viên thứ 4, à thành viên thứ 5 trong nhà Nintendo ở trong bộ sưu tập của tôi. Well, tôi khá là hào hứng đấy. Cho nên là hôm nay tôi đã chuẩn bị hết toàn bộ tất cả những cái công lực và để có thể khui được cái hộp của em ra. Và tên. Cuối cùng tôi đã tìm được cái con dao để khui được hàng. Trong các video trước thì anh em sẽ để ý là tôi không thể tìm được con dao đấy, nhưng mà về sau tôi mới phát hiện ra là mẹ tôi để ở trong cái hộp đồ này. Đó, cái hộp này khá là to. Và đây là máy ghi, chắc chắn là tôi sẽ khui lên và anh em sẽ biết ngay sau đấy thôi. Ok. Đó. Tôi sẽ khui nhẹ nhàng từ cái một. Sau đó tôi sẽ review cho anh em xem luôn. Đó, bây giờ chúng ta sẽ cắt lại cái phần này trước. Đó. Rồi, chúng ta xem là trong này bọc khá nhiều, tất nhiên ở đây bọc khá kỹ. Ok, đầu tiên tôi nhập được một cái nguồn, đây là AC adapter này, đây là nguồn này. Để xem cái đạo của con này, nó là như thế này, 110 đến 240 V. Wow. Nói chung là ông bán hàng này thì ông ấy khá có tâm khi mà chọn cho tôi một con nguồn của em này có thể chạy cả điện 110 đến 220 nghe không? Theo chúng ta có tay cầm, nhưng chắc chắn là tôi sẽ review tay cầm sau. Bởi vì trong bộ này thì nó sẽ có rất là nhiều thứ đấy anh em. Tiếp theo là cái gì đây? Ok, tôi sẽ review sau. Nhá, yeah, ok. Và không thể thiếu tinh thần. Đó, em đi đây nè, tôi nhìn thấy rồi. Đó, rồi, xong. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu review thôi. Let's go, action! Thì hiện tại ở đây tôi đang có 1, 2, 3 và 4. Đây là 4 thứ cấu thành em máy này. Và để tôi review, chắc chắn một điều rằng là tôi sẽ bóc từng cái một trước. Thì chúng ta sẽ bắt đầu với cái to nhất, đấy là linh hồn. Đây là thân máy của em ý. Ok. Tôi sẽ cắt nhẹ nhàng lớp từng lớp một. Đó. Lặng nghe sóng vỗ từng lớp xa, một chân dẫn gió đường vẫn trắng xa, vượt ngàn hai lý cũng không xa. Yeah. Và hôm nay chính là chủ đề mà tôi đang muốn nói tới khi mà nói về em này. Thực ra thì màu của em này khá là ố, nhưng mà tôi chắc chắn là nhiều anh em thế hệ 8X9X sẽ đều biết rồi. Con này chính là con Super Nintendo Entertainment System, hay còn gọi là con SNES, mà ngày xưa thế hệ của những ông anh 9X đều hay nói rằng là con này là con điện tử đĩa mềm, bởi vì ngày xưa là chơi bằng đầu hack, đầu UFO ấy, kiểu gắn đĩa mềm
Nhưng mà cái phiên bản của tôi ấy thì lại không chơi một game mềm. Tại vì anh em ạ, năm 2024 rồi, công nghệ hiện đại lắm. Cho nên là bây giờ cũng chẳng cần phải một cái thứ UFO cồng kềnh đâu, mà lock dữ liệu còn lâu cơ. Thì để tôi có thể review cho anh em qua về một số chi tiết liên quan đến con SS này. Ok. Thì như chúng ta thấy ở đây thì SNES, đây là một em SNES này, với một cái băng này. Đó, một cái băng này. Cái này là cái nguồn này, nguồn này. Cái này là nút reset. Đó. Cái này là hai phết, cái này họ thiết kế ra một cái này để eject băng ra này. Còn ngoài ra thì có một cái phần ở phía dưới đây nữa. Tôi không biết là cái này để làm gì, chắc là để nối hoặc là để ghép cái DSX hay sao á. Đúng rồi, nó ghi chữ là extend. Đúng rồi, chính xác, nó ghi chữ là extend. Tôi nghĩ là có thể là để gắn cái ESX hoặc là gắn một cái gì đó ở phía bên dưới. Con này thì có cổng multi out. Cơ bản là từ đời NS trở đi là bao giờ cũng sẽ có cổng AV là cổng multi out. Và đời này của tôi nó vẫn còn cổng RF anh em ạ. Cổng RF thì chắc là nhiều anh em bây giờ không thể biết được cái khái niệm cổng RF nó như thế nào đúng không? Cổng RF ấy, nó chính là tín hiệu của truyền hình cáp ngày xưa. Tức là khi mà tôi nhớ những năm 2000 ấy, thực ra là đến giờ họ vẫn dùng cổng RF. Nhưng mà cổng RF nếu mà để gọi là để xuất hình như kiểu AV thì chắc chắn là không còn nữa rồi. Nhưng mà cổng RF dùng trong truyền hình cáp thì vẫn còn. Tức là nó là một cái chân, nó to to như này này, nó có một cái phần vít chặt ở đây. Thì cái cổng RF đấy nó sẽ truyền tín hiệu lên trên TV và nó sẽ đấu thẳng trực tiếp vào cái phần TV luôn. Cho nên là sẽ phải chuyển kênh để xem là kênh nào nhận tín hiệu của nó, channel ấy. Đấy, thì ví dụ như là đây là channel 3, channel 4, tức là kênh 3 với cả kênh 4. Ở đây chúng ta có một cái switch này, kênh 3 với cả kênh 4. Tức là nó sẽ là kênh mà nó sẽ xuất tín hiệu của con SS này ra. Nhưng mà thời bây giờ thì không ai dùng cổng RF nữa rồi. Đấy. Về thứ hai nữa là thời của SNES là khoảng những năm 1990, cho nên là thời kỳ đấy là AV nó đã rất là nổi rồi. Nhưng mà thời đấy thì người ta không gọi là AV. Trong cổng này nó gọi là multi out anh em ạ. Multi out. Và có một cái tôi cảm thấy rất là trùng hợp, đấy là cổng multi out của SNES, của Nintendo 64 và của Wii đều dùng chung một chân, đều dùng chung một cổng. Hay chưa? Đấy. Cái đặc điểm nó nằm hay ở cái chỗ đấy, tức là nó có thể dùng chung một cổng luôn. Cho nên là đối với những nhà nào, anh em nào mà sử dụng N64 hay là GameCube thì đừng vứt cái JAB đi vội, bởi vì có thể dùng chung một chân này đấy, rất là tiện, đúng không? Thứ hai nữa, đây là cổng nguồn, chắc chắn rồi, đây là DC out. Con này thì Mỹ thì nó sẽ là con 110. Nếu mà con Nhật thì cái chân băng nó sẽ khác hơn và nó sẽ không được vuông vuông như thế này. Nó không được vuông vuông như thế này đâu. Ở dưới đây thì chúng ta có Deukada. Đúng rồi. Máy này tôi thấy date đi sản xuất là năm 1991. Năm 1991. Mã là SNS001. Đúng rồi đấy. 91. Thì về ngoài thì tôi nghĩ là nhiều anh em cũng không có gì phải lạ lắm, tại vì chức năng của nó cũng không có quá gọi là phức tạp. Đối với những máy chơi game thế hệ 16-bit ấy, thì nó chỉ như vậy thôi. Có chăng ấy, ở đây ấy, là tôi nghĩ là một thời gian nào đấy, một lúc ở đấy tôi sẽ có thể là tôi sẽ mang cái lớp dưới của cái con SNES này cộng với cả cái lớp nhựa này để đi tẩy trắng. Bởi vì tôi nói thật với anh em là nhìn trong ố như này tôi cũng không thích lắm đâu. Bởi vì những cái máy chơi game mà ngày xưa ấy mà dùng nhựa trắng thì nó sẽ rất dễ bị ố hơn là máy chơi game nhựa đen. Ví dụ như là N64 hay là GameCube của tôi thì nó dùng nhựa đen với nhựa tím. Nhưng mà cũng có một vài cái nó sẽ dùng face, kiểu như cái phần tay cầm của con GameCube ấy, thì nó vẫn là phần nhựa trắng này. Cho nên nó vẫn bị ố, nhưng mà nó không đến nỗi xấu. Trong khi một con như này, tôi nói thật với anh em mà tôi đang muốn tẩy cái phần này để trả lại nguyên gốc cái màu tím của nó. Thứ hai nữa là cái phần màu trắng của nó thì nó sẽ trông nó đẹp hơn. Thực sự ấy. Tại vì nhiều ông seller bảo tôi rằng là cái con này em chơi ố thì nó đẹp hơn cho nó bền một thời gian. Nhưng mà tôi thật với anh em là tôi cảm thấy nó rất là fuck up luôn. Cho nên là chắc chắn là tôi sẽ đi đổi ố.
Và một điều nữa khi nhắc đến con SS này thì chắc chắn là chúng ta sẽ không thể thiếu với những cái phụ kiện. Bởi vì là máy thì tôi nghĩ là nó cũng sẽ chẳng có gì tôi phải review quá nhiều. À, và cái đếp đây, đếp sản xuất năm 1991 đây. Ngoài ra thì có một cái đường dây nóng, tôi không nghĩ là đến tận bây giờ Nintendo họ còn để số điện thoại này đâu. Thực ra hồi bé tôi đã từng nhìn thấy cái số điện thoại này rồi và tôi đã từng gọi rồi. Và cái kết cục là thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Nó là số 18002553700, nó là dịch vụ sửa chữa. Ví dụ như những con Nintendo bị hỏng hay là bị lỗi gì đấy thì họ sẽ thường hay sẽ gọi cho bên tổng đài Nintendo và họ sẽ cho thợ xuống ấy, để sửa, kiểu gọi là sửa chữa hợp pháp ấy. Ok, thì đấy là phần máy nhé, mà tôi đã review xong. Thì bây giờ là chúng ta sẽ đến với những phụ kiện còn lại. Ở đây chúng ta còn 3 thứ nữa. Thì tôi nghĩ là sẽ bắt đầu từ phần nguồn trước đi. Nguồn nó là một cái rất là quan trọng. Tất cả máy chơi game cái nào cũng cần có nguồn. Nó chỉ khác là nguồn trong hay nguồn ngoài thôi. Wow, con này là nguồn ngoài anh em ạ. Tại sao lại nguồn ngoài? Tôi nhìn cái cục to tướng này là tôi nhìn là biết này. Nó khác với những máy chơi game bây giờ như là PS4, PS5 hay là Xbox. À không, Xbox cũng chơi nguồn ngoài. PS4, PS5 nói chung là cả lò nhà PS thì chơi dòng nguồn trong. Kể cả Sega cũng thế. Nhưng mà Nintendo, Xbox thì chơi nguồn ngoài. Đó. Thực ra thì tôi nói thật với anh em là tôi đã từng chứng kiến một cái bài viết tranh cãi về cái việc là nguồn trong tốt hơn hay là nguồn ngoài tốt hơn. Thực ra thì tôi nói thật với anh em là cái nào nó cũng sẽ có hai mặt thôi. Nhưng mà nếu mà để nói về độ bền ấy thì tôi vẫn thích nguồn ngoài này hơn. Đương nhiên là nguồn ngoài nó sẽ có một cái điểm yếu là nó to tổ bốn mày như này và cắm vào những cái cục mà như thế kia thì nó sẽ rất là mệt. Đấy. Nhưng mà được cái là cái hay mà tôi cảm thấy ở cái nguồn ngoài ấy. Đương nhiên là nguồn này không phải là nguồn zin của Nintendo nha anh em nhé. Nguồn zin của nó to hơn như này nhiều, cái cục nó to này nhiều. Nhưng mà cái mà tôi cảm thấy nó hay ở chỗ ở đây ấy, là như này. Thứ nhất là cái con nguồn ngoài nó bảo vệ điện rất là tốt. Bởi vì là tụ với cả về phần điện áp nó được bảo vệ ở phía bên ngoài. Nếu như có damage, có tổn hại gì nó sẽ ảnh hưởng ở nguồn bên ngoài và ngăn không cho đánh vào bên đi vào bên trong. Nhưng mà nguồn trong ấy thì nhiều khi tôi thật với anh em mà nó rủi ro hơn, do hơn. Ví dụ như PS2 hay PS1 chỉ cần cắm nhầm điện thôi ấy, nó có thể là nó sẽ làm hỏng cái phần bảo vệ và nó có thể đi vào mạch và có thể khiến cho con đấy bị hỏng hoàn toàn luôn. Nhưng mà được cái là nguồn trong thì nó khá là tiết kiệm chi phí, nhưng mà nó bảo vệ điện, nó cũng gọi là tốt, nhưng mà tôi nói thật với anh em là nó tiết kiệm không gian cắm thôi, nó đỡ cồng kềnh, nó đỡ lằng nhằng thôi. Thật chứ trên thực tế tôi vẫn thích cái nguồn ngoài hơn. Thế nên là bây giờ thời PS4 nó mới đẻ ra cái kiểu là cũng thiết kế nguồn trong như mấy đời PS trước, nhưng mà thay vào đấy là họ lại auto điện. Nhưng mà con này thì tôi nói thật với anh em là từ ngày xưa ấy, những cái con máy chơi game mà dùng nguồn ngoài như này nó đã có auto điện từ lâu rồi, có cả những phiên bản auto điện luôn. Nhưng mà nguồn trong thì không, bạn sẽ phải mod tụ. Đấy là cái điểm đấy là cái điểm trừ rất là lớn. Ok, con nguồn này thì rất là hay một cái là DC input của nó là có thể ăn được điện từ 100 đến 245 V 60Hz. Tức là con nguồn này có thể cắm 110 cũng được, mà cắm 220 cũng được, chả lo. Chưa kể là con thoải mái nữa. Tôi không biết là con này cắm vào thì nó sẽ cắm vào cửa độ nào, cửa nhiệt độ to này. Đúng rồi, cắm vào độ to. Yep. Và nguồn này tôi để ý rằng là nguồn này là nguồn China, nguồn chính trong. Nhưng mà cái thì mặc dù là nguồn chính trong hay là nguồn zin thì tôi thấy là dùng miễn là ok được. Tại vì bây giờ chính trong họ làm nhiều lắm, họ sản xuất ra được rất 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 là nhiều thứ hack hack như này. Nhưng mà hàng chính trong thì anh em cũng phải cẩn thận đấy. Ok, chúng ta còn hai thứ còn lại. Phần này tôi nghĩ là tay cầm ở JAV, và cái này là một thứ đặc biệt. Nhưng mà tôi sẽ nghĩ là review tay cầm trước. Ok, bây giờ tôi sẽ cắt. Đấy, tôi sẽ cắt nhẹ nhẹ ra. Đấy, để cho nó lòi cái lớp này ra này. Được rồi. Ok rồi.
Đây là cái phần mà tôi cảm thấy đẹp mắt nhất ở trong một con NS. Mặc dù là cái thân máy, tôi nói thật với anh em, nó là một cái điểm trừ, bởi vì màu nó ố, nó không mở mắt tôi một tí nào. Nhưng mà điểm cộng là đây. Đây anh em ạ, điểm cộng là tay NS. Nhưng mà thực ra đây là tay của Super Famicom. Tay của Super Famicom, nếu mà tay Mỹ ấy, thì nó còn không có màu này cơ. Nhưng mà tay Super Famicom ấy, thì tôi nói thật với anh em mà tôi vẫn thích cái tay Super Famicom hơn, bởi vì trong nó màu sắc trông nó đẹp hơn rất là nhiều. Đấy, tay của Mỹ nó đơn điệu lắm, nó chỉ có màu tím với màu trắng với cả màu tím nhạt thôi, thực sự luôn, lại còn có cả tím đậm rồi, kéo về sao. Nhưng mà dù gì thì tôi vẫn thích cái tay này. Và hơn nữa là có một điểm rất là hay, đấy là bản thân tay Super Famicom hay là tay SNES có thể cắm được vào nhau. Nhưng mà sự kết hợp độc đáo này tôi lại thích đấy. I love it. Nó giống như việc là bạn ăn pizza nhưng mà bạn có thể cho bất cứ gì trừ dứa nhá, đều được. Tôi thích cái tay này. Ok, tôi sẽ review qua một chút về cái tay này. Thứ nhất là màu tay tôi để ý là không bị ố này, rất là thích, rất là đẹp, trắng nõn nà luôn. Thứ hai đó là cái nút bấm thì tôi cảm nhận là tuyệt vời, thực sự là tuyệt vời. Select Start tuyệt vời, chưa có dấu hiệu bị ố vàng, chưa có dấu hiệu gì cả. Tay này là mã là SHVC005. Đấy, tay này là tay của Super Famicom. Tôi để ý là cả hai tay nút này bấm rất là nhạy và rất là thích, thực sự luôn. Và cũng không thấy có một cái dấu hiệu gì là tay này bị bong hay là chóc gì cả. Nói chung là chủ shop này họ đảm bảo cái chất lượng rất là tốt. Tôi sẽ cho họ 8/10. Thân máy thì chắc chắn là 6/10 thôi, tại vì tôi nói thực sự là cái màu ố như là tôi đã không thích được. Đấy là điểm trừ, nhưng mà thôi cũng không sao, tại vì một cái máy chơi game gần 30 tuổi nó còn hơn cả cái độ tuổi của chị gái tôi ở nhà, cho nên là tôi cũng phải chấp nhận như thế thôi. Đồ cũ mà anh em, đồ cũ mà. Ok, tiếp theo chúng ta có một cái dây AV. Dây này đích thị là dây AV rồi, bởi vì tôi nhìn cái đầu chân này là biết, bởi vì đầu chân này là đầu chân sử dụng cho GameCube và cả đầu 64. Tôi không rõ lắm là cái đầu chân này nó có to hơn đầu chân của đầu 64 hay không, nhưng mà chắc chắn là tôi sẽ lấy cái đầu chân này là của đầu 64 để đem ra đối chiếu. Ok, và tôi đã quay được cái phần đầu chân của N64 và GameCube. Thì anh em có thể để ý được rằng là đầu này khá là giống nhau. Đây, nếu mà so về các đầu thì nó khá là giống nhau. Nhưng mà nó chỉ khác một cái là cái phần cắm của N64 và cũng như là của GameCube thì nó to hơn, và của SNES thì nó nhỏ hơn. Đây, nó nhỏ hơn như này, và trong đó cái của GameCube nó to hơn ra một xíu. Nhưng mà trên thực tế là chân đều có thể cắm được vào nhau anh em ạ. Đều xài chung được hết nhá, thoải mái luôn. Ok, nói chung thì tôi đã review 2/3 rồi. Bây giờ tôi chỉ còn một thứ cuối cùng thôi. Nếu mà nói về một bộ về em NS là như thế này, cái này thì rất là bí mật luôn. Tôi nghĩ là chắc là chỉ cần mở ra là được. Wow, check it out, anh em nhìn này, băng Super Everdrive, nhìn mới toanh luôn. Tôi nhìn là tôi đã thấy nóng rồi đấy, đặc biệt sự hot. Thì đây là một loại băng đặc biệt anh em ạ. Băng Super Everdrive này có một cái đặc điểm rất hay, và đặc biệt hơn nữa là người bán ấy, seller ấy, họ đã tặng cho tôi kèm cả một thẻ micro SD 8GB ở trong này luôn. Bởi vì là thực ra chỉ cần 8GB thôi có thể lưu được cả một thế giới game SNES vào trong này rồi. Tại vì dữ liệu của một con game SNES ấy, nó chỉ tương đương với một bài hát thôi. Nó chỉ tầm khoảng vài MB. Có những game nó sẽ phải lên đến tầm khoảng 5-6 MB. Có những game lên đến căng lắm thì tôi thật với anh em thì cũng chỉ tầm 5 MB là hết, 6 MB là hết. Cho nên là băng Super Everdrive này phải quả gọi là một cái kỳ tích danh bất hư truyền. Tại sao mà tôi nói đến việc như thế? Thứ nhất là băng Everdrive ấy, cái thời điểm mà tôi biết đến nó là khoảng năm 2016. Cái thời điểm đấy khi mà băng Everdrive có một cái shop Hà Nội bán, mà tôi nói thật với anh em nó đắt kinh khủng luôn. Thời điểm đấy nó phải rơi vào tầm khoảng gần 2 triệu một cái băng đấy. Nhưng mà cho đến tận bây giờ, thời điểm bây giờ, cái băng Super Everdrive này nó chỉ rơi vào tầm khoảng hơn 400.000. Thế tính ra là theo thời gian sau 6 năm, đúng không?
năm nay là năm 2024, sau 6 năm thì cái giá trị của nó đã bị rẻ hơn đi rất là nhiều rồi. Thật sự có những băng thì đương nhiên là nó vẫn sẽ giữ giá, nhưng mà nó còn tùy thuộc vào chức năng và cũng như là sử dụng cho cả NFC hay là sử dụng cho cả LNS nữa. Để tôi sẽ tìm tóm ở đây xem có dùng chưa. Ô, dùng vừa anh em ạ, vừa đấy, vừa đét luôn, vừa đét cái chân luôn. Tuyệt vời, tuyệt vời, subarashi, subarashi. Ok, và tôi đã review xong con LNS. Anh em có kỷ niệm gì về con LNS hay là cũng như là có muốn hỏi tôi thêm gì về thông tin về con LNS thì đừng quên nhớ comment bên dưới. Và đừng quên nhớ like and subscribe và cũng như ủng hộ cái kênh của tôi nhé. Và chào mừng em yêu đã về đến đội của anh. Ok, bye bye anh em.